nhé. Rồi, hai tay chống hông gặp cổ, động tác thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, chúng ta xoay cổ tay của chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta đổi chân. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3, chúng ta xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thứ 4, chúng ta xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5, chúng ta xoay khử tay. Hai tay chúng ta ngang vai, chúng ta nắm tay lại, chúng ta co. Sau đó chúng ta gập cổ xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tay chúng ta chống hông, chúng ta xoay hông. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta thu chân lại, chúng ta tay chúng ta đặt gối, chúng ta xoay gối các em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5. Chúng ta sẽ ôm lại 3 động tác của bài thể dục phát triển chung. Động tác gồm 3 động tác: vươn thở, tay, chân. Động tác thứ nhất bắt đầu. Nhịp 1, chân trái sang ngang, hai tay lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. Động tác vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 3, động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi các em cùng tập lại. Sau khi chúng ta đã ôn 3 động tác đã học, chúng ta sẽ học động tác thứ 4, động tác có tên là động tác vặn mình. Thầy sẽ làm mẫu và thị phạm cho các em xem. Tư thế chuẩn bị: hai tay ép sát thân người, hai chân đụng vào nhau. Nhịp 1, chân trái sang ngang, lòng bàn tay ngang vai, hai tay ngang vai, lòng bàn tay úp. Nhịp 2, chúng ta vặn mình sang trái, đồng thời tay phải vỗ vào bàn tay trái. Nhịp 3, ta trở về như nhịp 1, hai tay ngang vai, lòng bàn tay úp. Nhịp 4, ta thu chân trái về tư thế chuẩn bị, hai tay hạ thấp xuống. Rồi 5, 6, 7, 8 tương tự. 1, 2, 3, 4, chúng ta đổi bên. 5, bước chân phải sang ngang. Nhịp 6, chúng ta xoay người sang phải, đồng thời bàn tay trái vỗ vào bàn tay phải. Nhịp 7, ta trở về như nhịp 5. Nhịp 8, ta trở về tư thế chuẩn bị. Rồi bây giờ thầy sẽ lặp lại cho các em xem. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ thầy sẽ làm lại một lần nữa cho các em xem động tác vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.